Thưa cô bác, thưa bà con, khán giả Nông Văn Diễn có số điện thoại là 0342, 3 số cuối là 466 ở tỉnh Cao Bằng thì lại hỏi: nhà tôi nuôi một con lợn nhưng nó có hiện tượng nó bị lòi dạ con, xin được hỏi cách khắc phục như thế nào? Vâng thưa anh Diễn, câu hỏi của anh thì đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch tư vấn như sau. Vâng, thưa anh cần phải phân biệt có hai cái hiện tượng. Hiện tượng thứ nhất là hiện tượng là âm đạo lộn ra ngoài. Hiện tượng thứ hai là hiện tượng là tử cung lộn biết tất. Nếu mà âm đạo lộn ra ngoài thì cái hiện tượng đó nó nhẹ và cái âm đạo lộn ra ngoài nó thường nhỏ hơn. Chứ còn nếu mà tử cung lộn biết tất hay là tử cung lộn ra ngoài thì cái khối lượng nó rất là nhiều. Như vậy thì cả hai trường hợp này đều là can thiệp như nhau. Như vậy thì can thiệp như thế nào? Thứ nhất là phải dùng dung dịch thuốc sát trùng để rửa cái phần mà nó thòi ra ngoài hay nó lòi ra ngoài. Ví dụ như là dùng dung dịch nước lá chuột không thắc đạc, hoặc là dung dịch thuốc tím 1/1000, hoặc là dung dịch nước muối sinh lý, hoặc là dung dịch nước phèn chua. Nhưng mà tốt nhất là dùng cái dung dịch nước muối sinh lý hoặc là nước lá chầu không. Thì sau khi mà rửa sạch cái phần âm đạo cũng như là tử cung lộn ra ngoài, sau đó là anh dùng cái kháng sinh mỡ. Thì cái kháng sinh mỡ thì nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là tác động sâu và lâu tới cái vùng tổ chức, và thứ hai là nó bôi trơn để khi mà đưa cái âm đạo cũng như là đưa cái tử cung vào cái vị trí cũ nó dễ dàng hơn. Thì anh có thể dùng cái răng tamicin hoặc là mamicin hoặc tetracin dạng mỡ, anh bôi một lượt mỏng lên trên toàn bộ những cái phần mà bị lộn ra ngoài. Sau đó là anh đưa âm đạo hoặc là tử cung về cái vị trí cũ, thì anh đưa theo cái kiểu là miệng túi, tức là đưa dần dần ít một theo cái kiểu vòng tròn xung quanh cái âm đạo để cho tử cung hoặc âm đạo lần lượt được trở về vị trí cũ, chứ không được dùng cả tay và ấn một lượng lớn âm đạo, cái phần âm đạo lộn ra ngoài hoặc là tử cung lộn ra ngoài thì anh không thể xử lý được. Và việc này phải xử lý càng nhanh càng tốt để tránh hiện tượng sung huyết âm đạo cũng như là sung huyết tử cung, thì việc đưa vào cái vị trí cũ rất là khó. Như vậy sau khi anh đưa âm đạo cũng như đưa tử cung vào trở về vị trí cũ rồi, thì anh phải dùng kim cong với chỉ bền, ví dụ như là chỉ gai hoặc là một số chỉ khác, nhưng mà phải bền và chắc. Anh khâu 2/3 cái mép âm môn phía trên, nhớ thì khâu 2/3 mép âm môn phía trên chứ đừng khâu phía dưới, và cũng đừng khâu hết cả âm môn. Bởi vì khâu như vậy thì khi mà có các áp lực trong bụng tăng thì nó cũng sẽ không đẩy được cái âm đạo cũng như không đẩy được cái tử cung ra ngoài, và con vật vẫn đi tiểu được. Thì cùng với việc mà khâu 2/3 cái mép âm môn phía trên thì anh phải dùng thuốc để hạn chế cái kích thích những cơn dại, thì anh dùng Novocaine 3% phóng bế vào cái hai đốt hai vị trí, nhất là đốt hông cuối cùng và đốt khum đầu tiên, và vị trí thứ hai là khum cuối cùng và đuôi đầu tiên, và mỗi vị trí là 10 ml dung dịch Novocaine 3%, cứ cách một ngày phóng bế một lần. Và cùng với việc mà phóng bế như vậy thì anh dùng kháng sinh, ví dụ như Amoc LA hoặc là Zenmoc LA hoặc là Lancomycin, anh tiêm cho lợn ngày một lần và tiêm liên tục 3 đến 5 ngày, và theo dõi cho đến khi mà lợn hết những cái cơn dặn thì lúc đó cắt chỉ ở mép âm môn phía trên. Thì thường là người ta phải để 7 đến 10 ngày sau người ta mới cắt chỉ. Và trong những ngày can thiệp, sau khi can thiệp thì phải cho lợn ăn những thức ăn lỏng và cho ăn ít để giảm cái áp lực ở trong bụng. Nên vậy công việc này thì chắc anh không thể làm được, mà anh phải mời cán bộ thú y đến trợ giúp thì mới làm được, chứ một mình anh và anh cũng không thể làm được.
Từ tỉnh Ninh Bình, khán giả Nguyễn Thị Thủy có số điện thoại là 0369, 3 số cuối là 419 thì lại hỏi: nhà tôi nuôi một con lợn tơ, nó mới chữa được có 3 tháng. 3-4 ngày hôm nay thì tại cơ quan sinh dục tôi thấy xuất hiện dịch nhầy màu xanh, đặc như là nước mũi. Lợn thì vẫn ăn uống và đi lại bình thường. Cho tôi xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng này ra sao? Vâng thưa chị Thủy, chúng tôi mời chị lắng nghe những tư vấn của chuyên gia cho câu hỏi của chị như sau. Thưa chị, với cái biểu hiện trên thì theo chúng tôi là con lợn của nhà chị bị mắc bệnh viêm tử cung hay là viêm đường sinh dục nói chung. Để khắc phục cái hiện tượng trên thì chỉ cần tiến hành các cái bước sau đây. Nếu mà lợn mà không mang thai thì sử dụng cái biện pháp thụt rửa, sau đó đặt thuốc thì nó có tác dụng rất là tốt và cái hiệu quả điều trị nó sẽ cao và rút ngắn được cái liệu trình điều trị. Nhưng trong trường hợp là con lợn của nhà chị đang thời kỳ mang thai mà nếu sử dụng cái biện pháp mà thụt rửa thì chúng tôi e rằng là có thể sẽ gây nên hiện tượng sảy thai. Do vậy chị cần dùng theo một cái phác đồ như sau: dùng kháng sinh có hoạt phổ rộng tiêm cho lợn ngày 2 lần và có sự phối hợp các loại kháng sinh như sau: buổi sáng chị dùng Amox LA hoặc là Gentamox LA hoặc là Genmox LA, liều lượng tiêm cho lợn theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Còn buổi chiều thì chị dùng những thuốc mà những chế phẩm mà có Ceftifur, ví dụ như Cef 5.0 hoặc BioCef hoặc là Cefket 7510 tiêm cho lợn vào buổi chiều, liều lượng cũng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Việc dùng thuốc trợ sức trợ lực nâng cao sức đề kháng và bồi bổ cho cơ thể cũng phải được thực hiện. Thì chị dùng vitamin C kết hợp với B1 kết hợp với caffein kết hợp với urotropin tiêm cho lợn ngày 2 lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và dùng điện giải glucocac kết hợp với multivit và kết hợp với thuốc giải độc gan thận hòa với nước cho lợn uống tự do hàng ngày. Với phác đồ trên chị điều trị liên tục 5 đến 7 ngày thì sẽ khắc phục được cái hiện tượng trên con lợn như chị mô tả. Chúc chị xử lý thành công.